Kính chào quý vị và các bạn. Đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, trong tuần, giá vàng thế giới đã bật lên từ mức thấp đáy kép trước đó là 1.678 đô la Mỹ một ounce và ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. Đây là lần đầu tiên trong 5 tuần vàng đã chạm mức cao nhất 1.759 đô la Mỹ. Tuy nhiên, kim loại quý đã giảm giá ngay phiên thứ 6 do chỉ số đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng. Trong phiên giao dịch ngày hôm thứ 6, giá vàng thế giới đã có lúc đột ngột giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.731 đô la Mỹ, nhưng ngay sau đó đã lại bật tăng mạnh trở lại. Cuối cùng, đành chấp nhận giá 12 đô la trong phiên và chốt tuần ở mức 1.744,2 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng đã giảm khi dòng tiền trên thị trường dồn vào trái phiếu Mỹ và đồng đô la Mỹ. Cụ thể, lãi suất trái phiếu của Mỹ đã bất ngờ đảo chiều tăng từ 1,63% lên mức 1,66%. Điều này đã thúc đẩy các nhà đầu tư tại Mỹ tăng sức mua trái phiếu. Trong khi đó, giới đầu tư tại nhiều quốc gia khác cũng đã tích cực thu gom đồng đô la để mua trái phiếu của Mỹ, giúp đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng, tác động tiêu cực đến giá vàng. Ông Ravin Rao, Phó Chủ tịch phụ trách mảng hàng hóa tại ngân hàng Security cho rằng vàng đang đối mặt với những cơn gió ngược do tâm lý lạc quan của giới đầu tư về sự phục hồi kinh tế khi Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị công bố các số liệu kinh tế quan trọng. Số liệu kinh tế mạnh gần đây nhờ các biện pháp kích thích kinh tế đã làm giảm nhu cầu vàng. Còn ông Mark Chandler, chiến lược gia thị trường tại Bannock Bull Global Forex cho rằng đồng đô la Mỹ mạnh và tỷ giá cao hơn có thể làm giảm giá với vàng trong tuần tới. Các dữ liệu đang cho thấy nền kinh tế của Mỹ và giá cả đang tăng mạnh. Khả năng thị trường sẽ được chứng kiến mức 1.728 cho đến 1.730 đô la Mỹ một ounce. Nếu như mức này bị phá vỡ, vàng sẽ kiểm tra lại mức giá 1.700 cho đến 1.710 đô la Mỹ. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh tăng giảm liên tục theo xu hướng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, vàng SJC đã giảm 150.000 đồng một lượng. Qua đó, người chơi vàng đã chịu lỗ thêm 550.000 đồng một lượng nếu mua vàng ngày thứ hai đầu tuần. Bên cạnh đó là mức chênh lệch giữa hai thị trường trong nước và thế giới hiện nay khoảng 6 triệu đồng một lượng. Theo đó, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 54.800.000 đồng một lượng và 55.250.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 54.850.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán là 55.250.000 đồng một lượng. Còn tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 54.900.000 đồng một lượng và 55.100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC đang ở mức 54.800.000 đồng một lượng và 55.270.000 đồng một lượng. Và sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn hãy cùng theo dõi. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 450.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.200.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 54.850.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 400.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 54.850.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 54.850.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 400.000 đồng lượng.
Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.100.000 đồng lượng. Vàng phố quý SJC mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.200.000 đồng lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 54.600.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng. Vàng PNG SJC mua vào 54.850.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 52.350.000 đồng lượng, bán ra 53.050.000 đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.150.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 54.950.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 54.850.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 54.750.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Manulife mua vào 54.500.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 54.780.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Tại Huế mua vào 54.770.000 đồng lượng, bán ra 55.280.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Tại miền Tây mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 54.800.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 54.780.000 đồng lượng, bán ra 55.270.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 54.820.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng. Giá vàng bốn số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốn số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 50.750.000 đồng lượng, bán ra 51.350.000 đồng lượng. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 50.350.000 đồng lượng, bán ra 51.050.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.545.000 đồng lượng, bán ra 50.545.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.441.000 đồng lượng, bán ra 38.441.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 27.915.000 đồng lượng, bán ra 29.915.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.440.000 đồng lượng, bán ra 21.440.000 đồng lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.